Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thót tim với cảnh tàu chở hàng va chạm phà chở khách trên sông Vàm Nao. Ngày 6 tháng 8, trên địa phận sông Vàm Nao, huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra vụ tàu chở hàng va chạm với phà chở khách Tân Trung khiến nhiều người bị rơi xuống sông. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 40 phút cùng ngày. Thời điểm này, phà Tân Trung đang chở khách qua sông Vàm Nao, còn một tàu hàng lớn khác đang di chuyển xuôi dòng hướng Tân Châu, Long Xuyên. Khi cả hai đi đến đoạn thuộc thủy phận xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến phương tiện bị nghiêng sang một bên, lan can bị hư hỏng. Ghi nhận ban đầu của ngành chức năng là không có thiệt hại về người, tuy nhiên có một người bị gãy chân và một xe tải rơi xuống sông. Một chiếc phà đang chờ ở bến đã nhanh chóng ra cứu vớt hành khách bị rơi xuống sông. Nguyên nhân vụ va chạm đang được ngành chức năng làm rõ. Trưa ngày 24 tháng 4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên khu vực biển Lý Sơn vừa xảy ra vụ chìm tàu kéo xà lan chở đá. Theo bà Hương, vụ việc được ngư dân đi đánh cá phát hiện, trình báo cho lực lượng chức năng. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vớt được 3 thi thể. Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Liên quan vụ việc, cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi thông tin, rạng sáng nay, tàu kéo LA06695 kéo theo xà lan LA06883 đang di chuyển từ cảng Kỳ Hà, Quảng Nam đi Lý Sơn. Trên hành trình đến khu vực biển gần đảo Lý Sơn thì tàu kéo xảy ra sự cố làm xà lan bị chìm. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện và vớt được 3 thi thể gần vị trí xà lan gặp nạn. Theo danh sách thuyền viên được cấp rời cảng, trên tàu kéo có 5 thuyền viên. Tàu kéo LA06695 mang cấp đăng kiểm VRSB DWT9 GT40, công suất máy 350 mã lực. Xà lan LA06683 mang cấp đăng kiểm VRSB DWT1366,49 GT659,7. Cả hai tàu đều thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh. Hiện cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm hai thuyền viên còn mất tích. Nỗi đau xé lòng của người thân, những công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái. Vào sáng tĩnh mịch của ngày 23 tháng 4, trong khi đám tang được tổ chức, sự đau thương và tiếng khóc của người thân vang vọng khắp không gian ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nơi hai nạn nhân NVT, tên viết tắt sinh năm 1985, và NVT, tên viết tắt sinh năm 1991, cùng các nạn nhân khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái. Sự mất mát này đã để lại một khoảng trống to lớn trong lòng người thân và cộng đồng nơi đây. Trong nỗi buồn thắt lòng, ông Nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột của Thờ và T, không kìm được nước mắt khi nhắc lại. Thờ và T là hai anh em ruột, là trụ cột chính của gia đình. Thờ đã có vợ và hai con nhỏ, còn T vẫn còn độc thân, sống cùng bố mẹ. Cả hai đã làm việc ở nhà máy này được khoảng 8 năm. Tin tức về cái chết của họ khiến chúng tôi cảm thấy như không còn gì để mất, lòng đau đớn vô hạn. Gần đó, gia đình của nạn nhân MTH, tên viết tắt, cũng đang trong tang tóc. Ông Mai Văn Châu, 57 tuổi, chú ruột của H, chia sẻ với nét mặt đượm buồn. Khi nghe tin H tử vong, tôi gần như không tin nổi. Chân tay tôi run rẩy, lòng như bóp nghẹt. H vẫn chưa lập gia đình và đang sống cùng mẹ. Khi mẹ H nghe tin, bà đã không thể kìm nén nổi nỗi đau, ngã quỵ ngay tại chỗ. Nỗi đau của các gia đình này là biểu tượng cho sự mất mát to lớn mà cả cộng đồng đang phải chịu đựng. Mỗi câu chuyện lại như một nhát cắt vào trái tim của những người ở lại. Nỗ lực cứu người bất thành trong vụ tai nạn lao động 10 người thương vong ở Yên Bái. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, trong lúc bảo dưỡng định kỳ tại nhà máy xi măng Yên Bái, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với máy nghiền số 3. Tại thời điểm này, anh Nông Văn Tuân, 29 tuổi, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cùng 9 đồng nghiệp của mình đang thực hiện công việc thay thế các tấm lát bị mòn trong máy. Một công việc đã trở nên quen thuộc và thường xuyên diễn ra mỗi 5 đến 7 tháng một lần. Tuy nhiên, không ngờ rằng tai nạn kinh hoàng sắp ập đến. Trong khi anh Tuân và hai đồng nghiệp đang làm việc bên ngoài máy, thì 7 người khác đã chui vào khoang máy dài 7m, cao 5m để thực hiện việc thay tấm. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với việc ngắt nguồn điện được xác nhận qua bộ đàm trước khi công việc bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 25 phút sau khi công việc bắt đầu, một bi kịch đã xảy ra. Máy nghiền đột ngột hoạt động trở lại mà không rõ nguyên nhân, khiến anh Tuân và hai đồng nghiệp khác từ trên nóc máy ngã xuống đất.
Anh Tuân bị trẹo chân nhưng vẫn có sức lực để gượng dậy, nhảy về phía phòng điều khiển cách đó khoảng 20m trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngắt điện cứu đồng nghiệp. Dù sự nỗ lực của anh Tuân diễn ra quá nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút sau khi tai nạn bắt đầu, máy đã ngừng hoạt động. Nhưng đáng tiếc là 7 công nhân trong khoang máy đã không thể sống sót. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, ngay cả khi anh Tuân và các đồng nghiệp khác đã làm mọi thứ có thể. Trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, anh Tuân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kiện kinh hoàng này và tự hỏi lý do vì sao máy lại tự khởi động. Anh Phan Ngọc Long, đồng nghiệp của anh Tuân cũng bị thương nặng, chia sẻ rằng anh chỉ muốn quên đi ngày hôm đó. Trước sự việc trên, Cục An toàn Lao động và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân và đảm bảo an toàn hơn cho những công nhân lao động. Bệnh viện thông tin sức khỏe 3 công nhân bị thương, vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái. Chiều 22 tháng 4, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, khiến 10 người thương vong, trong đó có 7 người tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Hiện 3 công nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các nạn nhân trong vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái khi nhập viện trong tình trạng chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, ông Đỗ Đức Duy yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái huy động tối đa phương tiện, nhân lực để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để họ có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũng giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty xi măng Yên Bái chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 triệu đồng. Công ty xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là quá trình bảo dưỡng sửa chữa lò quay nghiền đá tại tổ máy số 3, nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sai sót khi vận hành hệ thống điện, khiến lò bất ngờ quay dẫn đến 7 công nhân đang làm việc trong lò bị tử nạn. 3 công nhân đang làm việc bên ngoài bị thương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.